Chào các em đến với tiết học trực tuyến môn giáo dục thể chất lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức năm học 2021-2022. Để tiết học thêm phần sinh động, thầy mời các em cùng xem và khởi động vui cùng các bạn trong clip sau nhé. Tên Nguyễn Hoài Hưng, là giáo viên giáo dục thể chất trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tập luyện với chủ đề tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Bài 4: Vận động phối hợp của thân mình. Hôm nay các em sẽ học bài 4: Vận động phối hợp của thân mình, tiết 1: Gập thân sâu, với hai nội dung. Nội dung thứ nhất, học gập thân sâu. Nội dung thứ hai, trò chơi lăn bóng lùn hoặc chững. Mục tiêu các em cần đạt được là: 1. Biết và thực hiện các tư thế vận động phối hợp của thân mình, từ đó vận dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Thứ hai, nâng cao năng lực phối hợp làm việc theo nhóm, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình tập luyện. Thứ ba, tự giác, năng động, có ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể khi tham gia tập luyện và khi tham gia các trò chơi vận động. Địa điểm, trang phục. Các em lựa chọn nơi khô ráo, sạch sẽ, không trơn trượt, như không gian trống trong nhà hoặc ngoài sân. Tùy theo điều kiện từng em mà lựa chọn địa điểm tập luyện cho thích hợp. Về trang phục, các em lựa chọn áo thun gọn gàng sao cho dễ vận động. Chúng ta vào phần khởi động. Rồi, chúng ta bắt đầu khởi động. Bước chân trái chân ngang dọc một vai, hai tay chống hông, nắm chặt cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta xoay cái vai kết hợp của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân đổi chiều, 2, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Tay phải tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi các chân về thì rút gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rút lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Chúng ta bắt đầu học nội dung mới. Tư thế gập khăn sâu. Tư thế đứng thẳng, hai chân rộng hơn vai, hai tay chống hông, gập khăn sâu về phía trước, đầu cúi. Các em hãy xem thầy Tự Phạm động tác gập khăn sâu. Tư thế chuẩn bị: bước chân trái dang ngang rộng hơn vai, hai tay chống hông, người thẳng, chân thẳng, gập thân người ra trước, đồng thời cúi đầu. Thôi, khi các em thực hiện, các em chú ý bước chân rộng hơn vai. Bước như thế này là rộng bằng vai. Hai, chúng ta sẽ thực hiện rộng hơn vai, người giữ cơ thẳng. Khi chúng ta thực hiện, chú ý gập thân ra trước, giữ cho hai gối cho thẳng, đồng thời cúi đầu. Hãy thực hiện một lần nữa tư thế gập thân sâu. Chuẩn bị, bắt đầu. Thôi, các em thực hiện theo thầy nhé. Tư thế gập thân sâu, chuẩn bị, bắt đầu. Rồi, bây giờ chúng ta kết hợp với nhịp tiếp. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta sẽ ôn lại tư thế gập khăn sâu. Chuẩn bị, bắt đầu. Thôi, chúng ta sẽ kết hợp với nhịp tiếp. Tư thế gập khăn sâu, chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, hôm nay các em sẽ chơi trò chơi rèn luyện kỹ năng vận động và phản xạ. Trò chơi mang tên lăn bóng lùn vật vững. Mục đích giúp cho các em nâng cao sự linh hoạt, khéo léo
khả năng phản xạ và phối hợp vận động. Phần chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị bóng, cặp chỉ dẫn, phấn, cách chơi. Thầy sẽ chia lớp thành 2 hoặc 3 nhóm, tập trung theo hàng dọc. Các em đầu mỗi hàng sẽ dùng tay lăn bóng qua 3 hoặc 4 hoặc chỉnh cách nhau 1 đến 1,5 mét về vạch đích để sẵn. Khi tới đích, các em cầm bóng chạy về vạch xuất phát và giao bóng cho bạn tiếp theo để tiếp tục thực hiện tương tự. Nhóm nào có học sinh cuối cùng lăn bóng về trước là nhóm đó thắng cuộc. Vì do tình hình dịch bệnh nên thầy chỉ giới thiệu khi nào các em trở lại trường, thầy sẽ tổ chức cho các em cùng nhau chơi. Sau khi chúng ta tập luyện xong, chúng ta sẽ thực hiện thả lỏng. Chúng ta bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang lên cao, đầu tay hít vào mũi. Xong chúng ta sẽ thực hiện gập khăn ra trước, đồng thời buông lỏng hai tay, thở ra bằng miệng. Lần hai, buông lỏng hai tay. Lần ba, lần bốn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện thả lỏng cổ tay cổ chân. Chúng ta thả lỏng cổ tay cổ chân, cũng hai cổ tay cổ chân. Rồi đổi bên. Rồi xong. Tiếp theo là phần vận dụng. Các em hãy cho thầy biết hình nào thể hiện tư thế gập thân sâu. Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4. Thầy sẽ cho các em 5 giây để lựa chọn. 5, 4, 3, 2, 1. Hình thứ 2 là hình gập thân sâu. Thầy chúc mừng các em chọn được hình 2 là hình đúng. Các em ở nhà thực hiện động tác gập thân sâu nhiều lần, xem bài cho tiết học sau và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao và thực hiện tốt các biện pháp 5K để phòng chống dịch Covid-19 nhé. Tiết học chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em nhiều sức khỏe, chăm ngoan và học giỏi. Hẹn gặp lại các em.